Thế là chúng tôi có một cái kết rất là tuyệt vời tại phố cổ Hội An vào đêm nay, cũng như là kết thúc ngày thứ hai trong chuyến hành trình của chúng tôi. Hai em. Anh đang làm vlog gì vậy ạ? Anh vừa chơi bài chòi và được giải luôn. Ba em. Ba con là tôi bốc được phải con đượng, con xe và con 8 giây. Nếu như mà tôi trúng được cả ba con này thì tức là tôi sẽ được giải. Xe. Có một người nữa cũng đã trúng giống tôi. Quá đau. Quá hên luôn. Giờ nhớ rồi. Anh phi công nè. Phi công. Anh chàng này có nhận ra mình không? Ôi hai em. Lại gặp lại rồi. Gặp lại rồi. Good morning. Khỏe không anh? Anh khỏe. Good morning. Hi. Good morning. Yeah. How are you doing? Nice to see you again. Nice to see you too. Vậy là kết thúc ngày thứ hai chúng tôi tham gia Google Adventure tại Hội An. Một cái kết rất là nhẹ nhàng, êm ái và đầy tính văn hóa Việt Nam. Và tôi cũng rất là hạnh diện khi có mặt trong cái buổi này, và đặc biệt là với các YouTuber thế giới được giới thiệu cho họ về kiến trúc, lịch sử cũng như là những món ăn Việt Nam. Tôi hy vọng rằng họ cũng sẽ đem cái niềm thích thú đó cho những người khác ở đất nước họ. Vào đêm hôm nay tại Hội An đó chính là được trải nghiệm bơi thuyền trên sông Hoài. Tôi đi qua rất nhiều lần rồi nhưng mà chưa bao giờ được chèo thuyền, được đi trên thuyền với những cái đèn màu sặc sỡ ở dưới sông như thế này. Bây giờ thì chúng ta cùng thử đi một vòng trải nghiệm xem là cái cảm xúc như thế nào nhá. Bạn đi bơi nha. Thả thuyền hoa đăng. Nếu mà nóng quá thì sẽ bơi. Hello, bây giờ mình sẽ đi này. Thuyền nè. Trên thuyền của chúng tôi hiện giờ thì có 4 chiếc đèn hoa đăng. Bây giờ thì chúng tôi sẽ chuẩn bị thả xuống dòng sông Hoài. Hoàng trước đi. Em mong ước điều gì? Em không nói ra được không? Bật mí một chút đi. Nói về mong về cái điều gì, về sức khỏe, gia đình hay là tình cảm. Mình mong về sức khỏe trước này. Có được ước nhiều không? Ước nhiều tham quá. À thì ước một ạ. Một thôi. Thế thì, ưu tiên cái gì trước? Ưu tiên sức khỏe đi. Có sức khỏe có tất cả. Anh tưởng là em 19-20 tuổi sức khỏe có thừa chứ. Vẫn mong sức khỏe nữa à? Dạ. Sức khỏe mới làm được hết anh ạ. Thế thì có học lại môn gì không? Có thi lại môn gì không? Chắc năm 3 này thì không. Không, tưởng sao không ước rằng là sắp tới ra trường thì có được công việc thực tập tốt này, rồi được nhận vào một công ty mà mình mong muốn, làm công việc mình yêu thích cũng được mà, đúng không? Yeah. Anh tuổi trẻ thì là cái mà sức khỏe là cái mà hiển nhiên nó có rồi, và trông cao to 1m82 này mà mong sức khỏe. Cái đấy là chỉ dành cho những ông già như anh ước thôi. Các bạn có nhìn thấy cái chữ gì ở cái thuyền bên kia giống như tôi không? Đây. Anh đừng có khám phá gì kỳ bí nha. Vô tình một chiếc đèn hoa đăng đi qua và tôi đã nhìn thấy cái chữ này. Ok, thì điều ước của mình ấy thì mình sẽ bật mí một chút, đó chính là mình rất là mong muốn là khi mà thời điểm cuối năm khi mình gần ra trường ấy thì mình cũng muốn là tìm được một cái chỗ, một nơi để mình có thể thực tập cũng như trải nghiệm được hết tất cả những cái điều mà mình mong muốn cho có thể là tương lai, và nó sẽ giúp ích được tốt nhất cho bản thân mình. Thì anh hỏi nhá, thì cái chuyến đi này á thì có cho em thay đổi suy nghĩ gì không? Cho em thay đổi rất là nhiều suy nghĩ. Thứ nhất là đó chính là mình đi như này nó thuộc về phần quốc tế là nhiều. Thì khi mà các bạn bè quốc tế mà đến Việt Nam chẳng hạn thì tất nhiên là tiếng Anh là phải ngôn ngữ phổ biến nhất rồi, chúng ta phải giao tiếp bằng tiếng Anh chẳng hạn.
và đó là một cái điều là làm chúng ta cảm thấy là mạnh mẽ hơn. Có nghĩa chúng ta không được rụt rè mà chúng ta hãy vào để nói chuyện với mọi người bằng tiếng Anh của mình. Và đấy là một cái điều mà mình làm mình thay đổi suy nghĩ được chứ không? Cố gắng học tiếng Anh được tốt. Ok. Ok, okay em thả nhá. Ok, thả đi. Yeah. Nào, tắt tắt đèn đi chứ. 1, 2, 3. Đẹp. Đẹp không? Đẹp, giờ em chụp với đẹp rồi. Đẹp vãi. Điện thoại chụp vô like luôn á. Ok. Ok. Bây giờ thì tôi chỉ mong làm sao từ giờ đến cuối năm lượt sắp những người theo dõi kênh Challenge Me sẽ tăng vọt ít nhất là gấp đôi so với bây giờ. Bây giờ đang được 1.5 triệu rồi, sẽ thành 3 triệu. Điều đó thì chỉ có các bạn có thể giúp tôi được thôi. Hãy biến thành hiện thực nha. Hãy giúp tôi trở thành hiện thực nha. Những bông hoa đăng. Lương sẽ nhiều hơn, không phải lo nghĩ chuyện tài chính để hưởng thụ cuộc sống bên người yêu. Đây, đấy là điều chúc, điều ước mà anh gửi gắm cho em. Đấy. Còn anh đúng không? Anh chắc là có gia đình rồi nhỉ? Có chưa? Có rồi. Thì bây giờ chỉ là mong gia đình con cái mạnh khỏe, hạnh phúc, yên ấm. Chúng tôi nhìn thấy một cái sân và ở đây mọi người đang chơi bài chòi. Hay lên chòi, lên chòi nhá. Để chơi cái trò này thì đúng như cái tên gọi là bài chòi thì những người chơi sẽ phải leo lên một cái chòi như này. Đây là một cái trò chơi dân gian ở Quảng Nam rất là nổi tiếng. Nói chung nếu như tới đây mà không chơi, chỉ cần nghe cái âm thanh này thôi, những cái lời hát này thôi, rất là ngọt ngào và đầy cái tinh thần dân tộc. Tôi đảm bảo là không chỉ người nước ngoài đâu mà ngay cả bản thân người Việt Nam của chúng ta khi mà nghe lại thì cũng cảm thấy nó rất là êm ấm ở trong tâm hồn ấy. Thế cái kiểu đấy, mặc dù tôi là một người miền Bắc, không phải là người sinh ra ở miền Trung hay miền Nam, nhưng mà nghe nó vô cùng dễ chịu. Chị kia là ca sĩ và cũng là người quản trò. Chị vừa hát và chị bốc những cái lá thăm. Nếu mà lá thăm đó trúng vào cái bài của người nào thì là người đó sẽ được phát một cái cờ. Và nếu mà kết thúc mà đội nào được nhiều cờ nhất thì là cái trò đó sẽ thắng. Đây, em bé này cũng được 2 cái lá cờ rồi này. Một cờ là bao nhiêu chú? 20.000. 1 cờ 20.000. 5 cờ 100.000. 3 con. Đây là tôi bốc được phải con đượng, con xe và con 8 giây. Nếu như mà tôi trúng được cả 3 con này thì tức là tôi sẽ được giải. Có rất là nhiều cái quân bài như này mà người ta sẽ phải hát khá lâu. Hình như vừa rồi là hát phải đến 30 phút đấy. Ai mà vào 3 con thì là thắng. Con gì? Dượng đây. Oh yeah. Yeah. 2 cơ rồi. Về sớm. Yeah. Ôi 2 con. Đây. Ồ, vậy là đây được hàng 1 nữa. Yeah. Nghe hai ca sĩ cái hát thì tôi không hiểu lắm. Bây giờ thì cứ chờ xuống thôi. Không. Sơ. Đấy. Đây.
xe à chú? Thầy. Đây rồi, cuối cùng. Cuối cùng cũng tới. Oh yeah. Đó, nhiều khi em nói đúng á, bắt đầu tự nhiên hai con sao ra liên tục của em. Xe. Yeah! Oh! Yeah! Hay quá. Hay quá. Số đá xe. Yeah. 50. À đây chúng luôn à. Đây có một người nữa cũng đã trúng giống tôi. Quá hên luôn. Lần đầu tiên chơi bài tròi mà được giải như này. Đây. Rồi. Chúng ta trao một tràng vỗ tay. Yeah. giờ nhớ rồi. Anh phi công nè. Phi công. Anh chàng này có nhận ra mình không? Ôi hai em. Lại gặp lại rồi. Gặp lại rồi. Good morning. Khỏe không anh? Anh khỏe. Good morning. Hi. Good morning. Yeah. How are you doing? Nice to see you again. Nice to see you too. Ủa mấy bạn vừa đi lúc sáng đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Bởi anh mặc cái này không nhận ra được. Đúng rồi. Hai em. Mình chụp tấm đi, mình quay lại các bạn nó chào cái máy anh. Quá xuân luôn. Có gì trong nhà nào coi thử. Anh chưa biết nữa. Có cái gì xem nào. Unbox. Cái đèn. Cái lồng đèn đẹp. Còn nữa. Có chữ trò chơi bài trò nữa nè Phan. Có luôn nha. Cái đĩa đi cho anh. Khúc từ tình Hoài An rồi, đúng rồi, cái đĩa này của em. Của em luôn à. Yeah. Lâu lâu về anh tưởng tượng đi ngồi trên dòng sông. Yeah, chia cho em nha, chia. Ok. Đây công của Hiếu, đầu tư. Anh Hiếu đầu tư. Đây còn cái này Hoàng. Em hả? Ừ, đỡ phải mua quà nhá. Đâu phải mua quà cho mọi người đúng không? Yeah.